Tiêu có nghe tiếng nhìn còi xe không? nhìn 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 tao chết nè mẹ, khỏa thân luôn, tao đụng đồ đây đạch, có cái này sướng vãi, chết xong rồi mẹ hồi sinh ngay chỗ đấy luôn. Ôi cái ba lô tao đâu đạch, đuổi nhau Không ai cho không cái gì. military bullet ở à đây, ba lô đấy rồi. Vui vãi lên để một sân chim NATO Chaser kiểu. Ê mày thấy đạn NATO mày đưa tao nhé. Yellow glow stick kiểu chen so này. Tao đem này theo chỉ nào tao chết rồi tao lại quay lại. Ơ không được, không đem theo được. Vậy mày nhìn tao chết thộn vãi à. Giờ tao ăn khỏa thân rồi. Lê mày đâu để anh mẹ đi đón. Thành phố cũ. Mày bị điên à? Sao mày cả đây tạm vai? Thành phố cũ quên. Ơ, cái ấy của tao đâu rồi? Ở đây cái đèn tao đâu rồi? Ở đây chết mẹ rồi. Mất đèn rồi. Lê. Kệ mẹ mày. Chết con mẹ. Ơ, hai cái súng chả cái nào có đạn kinh vồn nữa. Vô học. Rồi. Đèn tao đâu? Mày đèn. Where am I đèn? Where am I đèn? Vít. Tao lại đi đây. Tao nghĩ là nên mẹ lập một server mới vậy. Server này có vẻ hết đồ rồi. Nó tự hồi đồ là vậy. Anh Phil nói gì? Phil thì đâu? Thì đang bên tai. Vậy lên. Hay chơi Infestation đi. Ờ. Nhưng mà bên đấy có con boss mẹ kinh vồn. Mày gặp boss chưa? Ở đây. Không, không biết. Trời sáng rồi. Có tiếng xe. Ông nào đi xe? Ơ. Biết, tao đang đổ xăng mà. Piu à? Mày đâu? Nghe tiếng xe không? Ở đây. Không. Ở đây bấm nhầm phải cái này không, cái nào có đạn làm sao bây giờ. À đây 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 rồi, tình yêu của anh. Ca trách làm gì nhỉ, ca trách làm gì mày, kiểu sửa xe à hay làm gì? Ừ, lật xe. Oh candy bar, ok ngon. Lật xe đây đạch gì mày bị điên, khi xe mày đâm mặt tường hoặc là bị ngửa. Oh. Nó đẩy đi sạp sạp con kẹt sạp hay cái bíp. Lọt. Lọt con cá. Ôi, súng này có đạn nè. Anh à, lên đi ông, tao có xe cứu hỏa. Bật còi y ngõi lên nè. Xe của bố. Mày đâu rồi? Tao không có xe mà. Mày đâu, tao đi đường bãi biển. Đâu tí, tí nó đang mày tìm. Mày cứ bò được. Zombie mà anh đâu chết. Tới anh rồi cả. Chết. Chết cho anh là vô đối. Ui lắng đấy mày, trời lắng à. Ui, tao có một cái travel bag nữa, mày lấy không? Không. Ba lô, ngủ. À có. Ba lô to á. Chết luôn. Ba lô to như tao này. Lại ngô à. Tao đang đi xe mà. Tao đang đi xe. Mày đang ở đâu? Đạch. Ở đây. Đây. Thằng đâu ra này? Đấy. What the fuck? Ôi, cắn tao mày ạ. Tao còn 90% máu. Đấy, chắc. Đây mày đâu? Tao bật còi ngói. Bay biển, bay biển. Đấy, sao tao không bay biển mà? Thôi, tao đang quay lại. Tao lấy cái đèn cái. Ôi, mát luôn. Chạy quân đội à? Hình như gần đấy, để em ra. Bill cứ nói như đấy nhỉ. What the fuck? Candy bar này. Rob cái đạch này đi. Thì mẹ xe sắp hết xăng. Xe sắp hết xăng rồi. Tao xăng. Tao đem xăng tới cho mày này. 2%. Gì đấy? Xe sắp hết xăng. Candy bean, ngon.
Còn candy pin. Mày phải đi chơi người yêu mẹ. Mày bị điên rồi, mày nói mãi đi. Người yêu cả. Sao lên mày, xe sắp hết xăng. Cái đẹp không, mẹ đèn đường xa vãi cả lồng, người như tao đang đi sai đường. Mày đang đâu? À đây. Khu khu khu. À, airport. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tao có military bullet. Lại với điều vòng. Chán mày beep. Mày game. Piu đầu đầu tím rồi. Kìa, đi con nách kìa. Đi chuẩn luôn. Ủa, gì đây? Lê mày đâu? Tao đang ngoài biển. Airport xa vai cái bíp. Ai lâu gì? Tao phải đi cả map mới qua được chỗ mày. Ai cả map? Biểu nói gì kìa? Thôi sắc cái. Mày bị điên à? Để tao trèo lên tường nữa. Này, mày đợi tao, tao sang với mày đây. Airport Airport chứ mày, Airport gì cơ là cái đéo gì? Tao không biết. Airport. Tao đã bật còi nhỏ đấy. Để tao vào trong đội nè. Xe của mày nè anh Lê. Đâu? Không, xe mấy lần chết trước rồi. Con. Đấy, trong đây toàn mẹ zombie quân đội kinh vốn. Bò. Tao cần súng. Piu té tao mẹo, chắc bị đập đầu bàn phím. Đấy, rồi. Lấy nghe cái bụp đây. Rồi, disconnect luôn. Ông còn ra chê. Chán. Ai? Piu, Sky kìa. Chán kích. Chắc mẹ đứng nãy giờ đợi anh em mà đeo ai. Ui, thuốc à? Ôi, tao có áo quân đội, MI. Phải này không nhỉ? Chắc đúng rồi. Mặt tao cười đéo vai cái bíp. Xám lột. Ôi kẹt. Ôi. Sandbed. Sao nhiều sandbed đấy? Barret. Ui, súng. Đây, tao cần đạn NATO. Vaccine. Anh Lê ơi, tao cần đạn NATO. Anh Lê. Súng nhiều đạn vậy. Súng mẹ tao còn có 3 viên đạn. Cây này 2 viên với cây ấy 1 viên. Ui. Lại dòm mấy rồi. Ui, súng này cũng là NATO à, cần đạn NATO. Chết con mẹ mày đi. Tao cũng cần đạn NATO. Đây đạn. Ủa đây con chó. Phải luôn. Tao ngứa đít quá. Đây, giờ. Chuẩn giờ bẩn. Ôi, hai con luôn. Hai con ấy thì đúng. Đấy rồi. Đạn của tao. Ok. Chết. Ôi, con mẹ. Rơi rồi. Hồ lên. Đó mà. Tao nghĩ là nên lập một cái server mới. Server này đếch có gì để chơi không ạ? Mày điên à? Mày có bị điên không? Server này muốn xếp đồ được không? Có kẹp. Lại đạn military. Ôi, ông nhòm. Yeah. Con kẹp. Drop cái này đi đã. Drop cái đạch này đi. Cái ấy rồi. Equip. Ông nhòm. Ôi, cái này đúng rồi. Vaccine. Ông nhòm mày ơi. Tao có ông nhòm rồi. Xám lột. Mày bị điên à? Mày xám quá. Mày đi chơi người yêu. Chó bị điên.
Té gãy chân rồi. Từ từ gãy 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 đít đã, ngứa. Anh lại cứu tao gãy gãy chân rồi. Tao chỉ một mẹ một sơ suất thôi, gãy mẹ chân. Sam nó ui súng. Đéo đéo có đạn. Lê cứu tao, tao gãy chân rồi, tao không chạy được. Một cái vest trên này của mình đặt xuống rồi này. Ui, ba lô, ba lô. Chip mai, ui. Ba lô, ba lô. Mày biết à? Con chim non trên cành cây. Lôn. Candy bar, tao ăn nhá. Ôi, cái gì ấy, won à? Đây. Không sao, không sao. Flip magazine. Súng này được không nhỉ? Chắc đếch. Chán phải bíp. Vứt cái này đi. À thôi, xài súng dân dụng. Ui, ui, tao lại té rồi. Xám lòn. Tí chết rồi. Ba lô, ba lô. Mày bị thế nào mày kêu mày đây. Kêu ba lô. Súng, súng, súng khát. Lại military rồi. Lại military nè. Đạn thì rõ lắm mà băng đạn đếch hay đâu, đạn NATO đâu. Ô, vaccine, vaccine của anh. Vaccine là của anh. Cái này bad shit đúng không? Có gì vậy? Thế bộ là cái what the fuck. Vaccine là của anh. Một phê lộn, xám lộn. Mẹ mày. Cái gì vậy? Vì đưa đếch gì vậy? Ôi, tao hết cái chân rồi anh Lê. Bùi vãi cấp em. À, bùi. Bùi con mèo ai. Mày có đạn NATO không Lê? Không. À, à mày súng mày có xài đạn NATO không? Tao có C4 này. Ui, ui, hai cái ba lô. Hai cái ba lô. Mày có cần phải lặp lại hai lần nữa. Chó. Nghe điên cái này. Nghe gì con chó điên. Xe 9% kinh vốn xe này. Ui 100% ngã vãi cái bíp. Thôi đổi xe. Thôi thôi anh thích đi xe kia hơn. Xe kia còi. Ui đi mẹ. Cái ba lô của tao. Hai cái. Hai cái treo 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 bù sách. Treo bù bách á. Ừ. Thế mày không cần nữa. Tao vứt cái kia nhá. Ừ. Vấn đề. Mày có lấy không? Không tao có rồi. Ừ thì tao vứt đi. Lặng vãi. Mày ở đâu ấy Lê, tao tới đón mày, tao đang ở cảng. Cảng quất kẹt. Lặng chó. Lặng bơi. Ui, tao phải bò kìa. Ui, không. Không có đồ, không không có phương tiện ở đây. Tao đang đi kiếm vaccine. Phải bay à. Con chim. Con chim non. Ui, cũng nhầm rồi. Tao bấm nhầm rồi. Chết tao rồi anh Lê ơi. Con kẹt. Con kẹt. Thôi tao, tao đang về, tao kiếm xe đây. Đây, đừng có ra rồi. Vừa bị zombie đánh nổ. Ui, thế này nhưng mà ngứa đít lắm. Để hiểu sao hôm nay ngứa đít thế. Hôm nay đi con đi, suối, tao tắm suối mà giờ nó nước nó chảy, nó cứ nước sạch nước vật. Tao đâm vào vách rồi. Đánh. Tao có xe, tao có xe. Ui nhưng tao hình như tao bị chữ nào. Mày kinh bồn. Chơi nhỏ chơi mày. Nhưng mà tao có người yêu mày. Mày có cảm thấy thốn không? Tao cũng có. Có con kẹt. Thế cái rác là cái gì? Hả? À xe cu lít là cái gì? Ô tô. Ô tô. Ô đi con mày à. Mày đâu em lấy? Đây. Chờ
thấy pháo pháo sáng, nói anh nhá, anh đang ở chỗ pháo sáng. Phải lộn trời sáng. Lower the low with my blood stopping, what the fuck. Ô tô, ô tô, ôi ô tô. Đấy, xài phí vãi. Ôi, mày nhìn cái đường này đi có vẻ chóng mặt phết. Đấy. Mày. Ôi, ô tô tao bị nó đánh vỡ. Tao đang ở cảng anh Lê. Ôi, lại shipping bag nè, mày lấy không anh Lê? Là cái gì? Là cái lúc mà mày bị ấy, ấy. Lúc mà mày chết ấy, mày sẽ quay ở đấy. Hiểu không? Không. Không. Ít có mẹ zombie. Chết đi. Không phải chết hết. Ô. Thế là bị cháy gì? Chết. Tao đang ở cạn. Tao đang ở cạn. Tao đang ra đi con mẹ. Nhanh lên. Đây rồi, đây rồi. Đâu? Ui, lỗ, lỗ, lỗ. Nó đã phát lỗ xe rồi. Ô, con này lắm vãi thế. Lắm. Đây rồi. Đây rồi. Ui. Tao biết cách nữa, mày leo lên xe, mày đánh nó là nó leo lên xe này. Tụi giòm nhớ. Như trong Infestation thì. Ờ. Tao leo lên xe rồi, tao có đánh nó không? Xám lộn. Anaconda. Tao còn 84% mấy rồi. Vô hết đạn. Mày đâu anh Lê? Tao đang cản. Mày muốn chơi. Lê, mày đâu? Đánh ra. Tao điên nào, nãy tao điên nào nhỉ? Đây. Ở đây đây. Mày khu nào rồi? Báo cáo. Không biết đặt mới ngu. Mày lâu.
chỗ này không có chỗ đổ xăng. Đánh mang đâu? Thành phố. Ôi tao cũng đang thành phố. Nghe đánh đạn đâu? Từ để tao bắn, tí nữa tao bắn. Không. Từ từ tao bảo đợi tao bắn. Không, không còn cắn. Tao chắc quăng cái đạn NATO đó. Mấy con chó mày à? Cái bên mẹ sủa kinh vãi chắc mày ấy. Không còn cắn. Đúng rồi, đúng đạn này thôi. Mẹ thằng đạn thôi. Từ mày nghe tiếng xe không? Từ để tao lên xe cái. Tao uống nước cái. Tao ở cái thành phố mà đi ra biển ấy, cái bãi biển ấy, cổ. Mày ngu quá rồi. Tao mẹ để cứ để nói mày nghe được nghe. Ôi, potato chip. Chip, quần chip. Ôi, cây tao trồng này, cái cây lúc trước tao trồng này. Con mẹ, 50% rồi. 50%. Sắp cắt con cắt rồi. Xám lộn quá. Quay xám lộn à. Tao muốn vứt cái này ra thôi, cái này xám đít quá rồi. Tao có đâu anh, tao có đâu anh. Không còn phía phụ. Đi mẹ xe leo núi tốn xăng quá. Ê, tao có quần chip à nhầm? Tao đang ra. Tao đang ra. Ra con mẹ mày. Ra con mẹ mày. Lộn. Không biết vứt cái gì ấy. Sleeping bag này. Cái này không vứt được cái gì cơ. Vứt bô cái này đi. Sạm lên. Tao đuổi quá. Tao đuổi quá. Ui, mất ly rồi. Ly hư ấy. Tao đẩy bịt ngay uống một phát lên 50% luôn. Thế chết tao rồi. Mày dám nôn. Mày dám nôn. À đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bên càng đâu, bên càng. Mày đâu? Tao ở cái chỗ. Chỗ đeo lâu này. Tao chỗ đang này. Ở chỗ mà bán banana 45 đô này. Có mày đặt thế. Châu le rồi tôi đâu? Châu le rồi tôi được đạch gì? Mày đang ở chỗ nào? Tao không biết. Đi con mày. Đi con mẹ. Đi con mẹ vào đây. Thì tao cho mày xem bản đồ. Tao đi đổ xăng đây. Mày có bản đồ không? Có. Vừa nhập đồng vãi thế này. Chết tao, kêu. Thằng mẹ mày. Cả mẹ mày. Nhắc lại hai lần một câu. Đi mới nghỉ yếu. Mày có gato không? Hỏi thật. Gato cất gì? Tao chả gì với gato. Xàm lộn. Tao cũng có người yêu. Tao cũng có người. Cái đầu quên. Cái đầu quên. Cái con cắt. Cái con cắt. Tao 50% rồi Lê. Chết tao. Xàm lộn quá. Tao phải làm gì bây giờ? Tao rất hoang mang. Anh cắp cô của bố. Bố tịch. Bố tịch. Mày đâu tịch? Mày nãy giờ chó hết rồi. Đang đổ xăng đi con người. Đang đổ xăng. Đang đổ xăng. Ôi đi mẹ. Ôi đi. Ở đây ở đây. Ở
đây, xuống bên bên cảng đây. Đâu? Mày đâu? Mày bên cảng nào? Ô đi, mẹ thấy mày bên cảng nào, không có bên cảng. Có hai cái mà. Có một cái thôi. Có một cái. Thế thì tao quay lại bên cảng mày à, xong rồi đón mày à. Đấy. Tao đi ô tô mà. Tao đi ô tô mà. Tao đi ô tô mà. Tao đi xe mô hồng. Tao đang bật coi nhỏi lên. Sao lớn quá. Ôi, ô tô 100% này. Ơ, mày đang đâu? Ôi, hiếu nè, hiếu nè, giết hiếu được gì mày? Được 80 phần kinh nghiệm. Kinh nghiệm mày. Con mẹ nè mày. Hiếu bơi, heo. Chết. Xám lộn quá, xám lộn quá. Lấy đường mà chạy này, đây. Mày đang đâu? Bullet, bullet, bullet. Bullet gì? Bên cảng, bên cảng. Ta đang ra bên cảng này. Bên cảng có hai cái lều đúng không? Có lều sưu tập đúng không? Đúng không? Nghe thấy xe không? Mày đâu? À không phải, à không phải. Không còn cảng. Mày làm tao khó chịu. Bây giờ zombie nó đến đấy, tao tao có dừng lại zombie nó đuổi. Lên đường đi tìm chó ăn đây. Tao sắp chết rồi. Tao sắp. Xe nó còn 7-200 thôi này. Xe to. Tao sắp chết rồi mày. Cuộc sống của tao nó quá tối tăm.